cho tất cả các bạn. Hôm nay Dương lại quay lại với các bạn trong cái chủ đề mà chia sẻ các kiến thức về trà ha. Thì cái video trước, sau cái video trước thì Dương đã nhận được một cái câu hỏi để Dương đọc cho các bạn nghe nha. Đó là làm sao để ủ trà đúng cách để có cốt trà ngon. Thì Dương rất cảm ơn cái câu hỏi này bạn đã gửi đến cho Dương, bởi vì đây là một cái câu hỏi rất là hay. Và cái câu hỏi này nó quyết định rất là nhiều. Khi bạn giải quyết được cái câu hỏi này thì bạn sẽ giải quyết được rất là nhiều cái vấn đề liên quan đến cái việc mà chúng ta pha chế. Tại vì vì sao? Vì bạn muốn một cái món nước ngon thì điều đầu tiên cái cốt trà của các bạn phải ngon cái đã. Để nói về các cái yếu tố mà pha trà đúng cách để cho ra cái cốt trà ngon thì thật sự là cần rất là nhiều yếu tố. Nhưng mà với những cái năm mà Dương kinh nghiệm, Dương kinh doanh trà nè, và hơn 4 năm Dương pha chế, nghiên cứu và sáng tạo ra cái món nước ở cái quán trà sữa nhỏ của Dương á, thì Dương đúc kết ra được 5 cái yếu tố cốt lõi để mà chúng ta có thể pha trà đúng cách và cho ra cốt trà ngon. 5 yếu tố đó chính là: đầu tiên, nguồn nước và nhiệt độ nước. Thứ hai là loại trà và cách bảo quản trà. Thứ ba là tỷ lệ trà và cái thời gian mà các bạn ủ, tỷ lệ ủ và thời gian các bạn ủ. Thứ tư là cái thao tác các bạn ủ và cái dụng cụ các bạn sử dụng để ủ. Thứ năm là các bạn bảo quản trà sau khi, bảo quản cốt trà sau khi pha chế. 5 yếu tố nha các bạn, nhớ giúp Dương 5 yếu tố này. Và đây là một cái nội dung Dương nghĩ là sẽ mang rất là nhiều giá trị cho các bạn khi các bạn tìm hiểu về trà và các bạn bước đầu, các bạn bước vào pha chế trà. Thì khuyên các bạn là Dương khuyên các bạn nên, chúng ta nên note lại nha, note lại những cái ý chính nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích cái yếu tố đầu tiên, đó là nguồn nước và nhiệt độ nước nha các bạn. Vì sao Dương lại đặt cái nguồn nước và cái nhiệt độ nước lên làm cái yếu tố đầu tiên quan trọng hơn cả là cái việc là Dương đặt cái phần trà lên trên, là bởi vì nếu như mà các bạn có một cái trà rất là ngon nhưng mà các bạn dùng cái nguồn nước không đảm bảo chất lượng để các bạn pha chế, các bạn ủ, thì nó sẽ khiến cho cái cốt trà nó không có được cái vị ngon đó nữa. Nó làm giảm hương vị của cái trà đi rất là nhiều. Cho nên là Dương nhắc cho các bạn một cái phần mà các bạn cần nhớ, đó là nước các bạn pha trà càng tinh khiết thì sẽ cho ra cái cốt trà càng ngon. Nên là nhớ giúp Dương cái phần này nha. Và vì sao mà Dương lại nói như vậy? Bởi vì Dương thấy là hiện nay là chúng ta sử dụng nước máy rất là nhiều. Đó. Thì cái trong cái nước máy thì khi mà các bạn, bạn cũng biết là trong nước máy vẫn còn tồn động một cái lượng clo và kim loại nặng. Thì cái việc chúng ta đun sôi cái nước đó lên mà không qua lọc gì hết thì vẫn không thể nào giải quyết được hết cái phần tồn động đó đi. Thì về lâu dài thì Dương nghĩ là sẽ có khá là ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, đúng không các bạn? Cho nên là cái việc lọc nước, lọc cái sử dụng cái lọc nước để mà chúng ta có được cái nguồn nước chất lượng để pha trà thì là cái rất là quan trọng. Thì hiện tại trên thị trường thì Dương cũng biết là có rất là nhiều cái loại lọc nước, ba lõi, năm lõi, rồi rất là nhiều cái công dụng, công năng khác nhau. Thì cái đó là các bạn có thể tìm hiểu thêm, và tùy vào cái khả năng tài chính thì các bạn có thể là lựa chọn được một cái bộ lọc phù hợp cho mình để mình đầu tư sử dụng tại nhà, hay là các bạn sử dụng trong kinh doanh quán trà hay trà sữa để đảm bảo hơn ha các bạn ha. Vừa đảm bảo sức khỏe lại vừa đảm bảo được là cái món nước của mình được ngon thì nó là một cái rất là đáng để đầu tư và nên đầu tư ha. Và tiếp theo trong cái phần nguồn nước này có cái phần nhiệt độ nước, thì Dương đưa vô đây luôn để cho các bạn không có phải là bị rối khi mà chúng ta theo dõi cái video này, là cái nhiệt độ nước nó cũng rất là ảnh hưởng đến cái trà của chúng ta. Tại vì nếu mà các bạn cho cái trà mình vào cái nước, cái nhiệt độ nó không phù hợp với cái loại trà đó sẽ khiến cho cái cốt trà nó sẽ không có còn được ngon nữa, mà nó sẽ rất là đắng chát, gây cái cảm giác là rất là khó chịu cho người uống. Thì cái nhiệt độ ở đây thì cái video trước là Dương có chia sẻ với bạn là 4 dòng trà cơ bản, thì ở đây Dương sẽ đưa vô 4 cái dòng trà cơ bản kèm theo 4 cái mức nhiệt độ phù hợp với từng dòng trà đó.
trà trắng thì các bạn nên ủ ở nhiệt độ khoảng từ 65 đến 75 độ C. Trà xanh thì chúng ta ủ nhiệt độ khoảng từ 75 đến 85 độ C. Trà ô long thì chúng ta sẽ ủ ở cái nhiệt độ khoảng từ 80 đến 90 độ C. Còn trà đen thì cái nhiệt độ từ 90 đến 100 độ C. Và cái nhiệt độ ở đây á, là không phải là các bạn nấu nước lên tới cái nhiệt độ đó, rồi chúng ví dụ như tới cái nhiệt độ là 75 độ C rồi các bạn ngưng rồi các bạn ủ, mà chúng ta nên nấu cho nó đun nó sôi lên luôn 100 độ C luôn, sau đó các bạn là cho nó hạ nhiệt xuống, nó giảm nhiệt xuống theo cái mức phù hợp để chúng ta pha chế từng dòng trà. Và các bạn nên có những cái dụng cụ đo nhiệt kế để chúng ta đảm bảo được cái phần nhiệt độ cho nó chính xác. Ví dụ như trà đen đi, cái phần trà đen chúng ta có thể chênh lệch nhiệt độ chút cũng không sao, nhưng mà đặc biệt cái phần trà xanh là rất là khó trong cái khâu mà các bạn ủ, tại vì không ủ mà không có đúng lượng ha, không đúng lượng trà, không có đúng nhiệt độ, rồi cái không đúng cách pha thì cũng dễ cho làm cho cái bạn trà xanh này nè, bạn nó khiến cho cái người uống cảm thấy là rất là đắng chát, không có còn cái cảm nhận gì về trà nữa, chỉ nghe đắng chát cứ rít ở trong cổ họng rất là khó chịu ha. Thì cái những cái lưu ý này thì các bạn nhớ kỹ giúp Dương ha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với yếu tố thứ hai, đó chính là loại trà và cách bảo quản trà nha các bạn. Thì loại trà ở đây các bạn phải đảm bảo được ba yếu tố sau, đó là thứ nhất đó chính là cái trà đó phải đảm bảo chất lượng, thứ hai loại trà này phải phù hợp với lại cái món nước mà các bạn đang muốn pha chế, thứ ba đó chính là cái giá thành phải phù hợp với lại cái phân khúc khách hàng mà các bạn theo đuổi. Ba cái yếu tố này ha các bạn ha. Ví dụ như bây giờ mà mình muốn pha trà trái cây đi, thì các bạn phải hiểu được là chúng ta sử dụng cái nền trà nào để cho ra được cái món trà mà các bạn muốn pha. Ví dụ như là đáp ứng được yếu tố là cái màu trà đẹp nè, không bị mất cái hương vị trái cây, không bị mất cái hương vị của cái syrup mà các bạn sử dụng. Cho nên là cái việc mà chúng ta lựa chọn trà nó cũng rất là quan trọng ha. Và tiếp đó là cái cách bảo quản trà. Bảo quản trà ở đây là Dương thường thấy luôn là các bạn hay hỏi Dương là chị ơi sao trà, những cái gói trà lúc mà mình mới vui ra mình pha xong rất là ngon, rất là thơm, mà sau giờ em pha ra cái mẻ nó cái hương vị nó khác biệt quá chị, nó lạ quá chị. Thì đến khi đó Dương xem nhân viên Dương làm á, thì Dương mới phát hiện ra là trời ơi các bạn bảo quản rất là sơ sài luôn các bạn. Nhiều khi các bạn cột cái gói trà, cái miệng túi trà rất là buông lơi, cột cái kiểu rất là buông rơi, đụng nhẹ một cái là nó tù cái cọng thun ra, hoặc là các bạn quên luôn cái việc là các bạn bạn cắt ra các bạn đổ vô xong còn lại một ít là các bạn để vô tủ luôn, các bạn không có bảo quản gì lại hết. Thì cái khâu đó là các cái chủ quán, các bạn mà kinh doanh quán trà sữa là các bạn phải nhớ kỹ em Dương, là phải nhắc nhở nhân viên là kiểm tra thường xuyên cái việc mà chúng ta bảo quản trà nha. Bởi vì trà có một cái tính chất rất là đặc biệt, đó chính là thứ nhất đó là nó rất là dễ bay hơi những cái mùi thơm của trà, và cái thứ hai là cái tính chất hấp phụ. Ở đây Dương nói hấp phụ chứ không phải là hấp thụ nha các bạn. Hấp thụ có nghĩa là nó sẽ đi vào trong những cái lá trà, còn hấp phụ là nó sẽ nằm ở bên ngoài cái bề mặt của trà. Nó sẽ hút những cái mùi hương trong không khí, ví dụ như mùi ẩm mốc nè, rồi cái mùi đồ ăn hay là những cái mùi gì xung quanh nó là nó sẽ hút lên trên cái bề mặt. Và khi bạn pha chế thì điều gì xảy ra, thì khi pha chế thì những cái mùi đó nó sẽ nằm hết trong cái món nước của các bạn, thì tất nhiên là nó sẽ khiến cho cái chất lượng món nước giảm rất là thấp luôn. Cho nên cái việc bảo quản trà là cái việc rất là quan trọng. Các bạn nên bảo quản trong các cái lọ thủy tinh và đậy nắp kỹ lại nha các bạn. Hoặc là chúng ta có những cái dụng cụ rất là hay, Dương sẽ giới thiệu cho các bạn. Đây là một cái loại dụng cụ mà chúng ta với những cái túi trà nó rất là lớn thì không có đủ để mà cho vô cái lọ thủy tinh, thì các bạn cũng có thể là dùng cái dụng cụ này, chúng ta bảo quản cái miệng túi lại, nó
nói chung là cũng khá là ok. Nếu mà bạn nào mà cần mua cái này thì Dương sẽ chỉ chỗ cho các bạn mua để chúng ta bảo quản trà nó được tốt hơn nha các bạn. Và cái giá thành này rất là rẻ, Dương nhớ hình như có 2-3 ngàn gì một cây đó, Dương không có nhớ rõ. Thì các bạn cứ có cần mua thì Dương sẽ chỉ cho các bạn nơi để các bạn có thể mua được ha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với yếu tố thứ ba, đó là tỷ lệ và thời gian ủ nha các bạn. Để mà thông thường mà khi mà các bạn ủ trà thì sẽ khoảng từ 30 gram trà cho 1 lít nước theo cái nhiệt độ phù hợp với từng dòng trà. Thì cái phần nhiệt độ này các bạn quay lại yếu tố số 1 mà Dương đã chia sẻ bên trên rồi, các bạn xem lại ha. Riêng các bạn nào mà thích đậm trà nè, hoặc là các cái cách pha chế của các bạn nó như thế nào, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái tỷ lệ mà các bạn dùng để ủ trà nữa. Dương nói dày cho các bạn dễ hiểu nha. Ví dụ như các bạn pha trà sữa đi, các bạn thích đậm trà, thích uống đậm trà, thì các bạn có thể dùng cái lượng là 35 gram đến 40 gram cho 1 lít nước. Và nếu như các bạn pha trà sữa mà bằng cái nguyên liệu bằng sữa tươi hoặc sữa bò thì các bạn phải cân nhắc tăng hơn cái lượng trà lên nhiều hơn một xíu, ví dụ như từ 45 đến 50 gram luôn các bạn. Bởi vì cái trà mà khi mà chúng ta kết hợp, chúng ta pha trà sữa mà bằng sữa tươi hoặc là sữa bò thì cái mùi sữa nó sẽ át cái mùi trà đi rất là nhiều. Cho nên các bạn muốn cái vị trà nó nổi hơn thì các bạn phải tăng cái lượng trà hơn. Thì tùy theo cái cách các bạn pha chế, tùy theo cái hương vị, tùy theo cái khẩu vị mà của bạn hay là khách hàng các bạn hướng tới thì các bạn sẽ cân nhắc gia giảm liều lượng cho phù hợp. Cái này thì Dương không thể đưa cho bạn một cái nào theo ý của bạn được, tại vì mỗi người mỗi ý, mỗi người mỗi một cái vị ha. Tiếp theo đó là chúng ta có thời gian ủ. Thì thời gian ủ thông thường khoảng từ sẽ có dao động là từ 10 đến 20 phút. Tại sao có cái khoảng này? Bởi vì 10 phút sẽ có thể là dành cho các bạn ủ trà trái cây. Ví dụ như trà xanh đi, các bạn pha một cái ly trà trái cây trên cái nền trà xanh thì các bạn ủ khoảng 10 phút. Thì lúc đó cái hương vị của cái cốt trà và cái syrup và cái hương trái cây nó sẽ cân bằng hơn. Hai cái nó sẽ cân bằng hơn, là cái việc các bạn ủ lâu thì nó chát hơn, nó đậm vị hơn thì nó sẽ làm mất đi cái mùi trà của các bạn ha. Và thêm một phần nữa là nếu như mà các bạn dùng luôn cái loại trà xanh đó, các bạn pha trà sữa thì các bạn kéo dài thời gian ủ ra từ 15 đến 20 phút để cho cái trà nó đậm vị hơn. Và khi chúng ta kết hợp với bột sữa vào thì hai cái nguyên liệu này, trà sữa và bột sữa và kèm theo đường nữa, thì nó sẽ hòa quyện lẫn nhau và cho ra cái hương vị phù hợp đó. Thì chốt lại một lần nữa là cái tỷ lệ ủ và cái thời gian ủ nó sẽ còn phụ thuộc vào cái việc là các bạn pha cái món gì và cái công thức các bạn pha như thế nào. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái yếu tố thứ tư, đó chính là thao tác ủ trà và các dụng cụ các bạn sử dụng để ủ trà. Thì cái thao tác ủ trà thì các bạn thường hay có một cái thao tác khá là quen thuộc là như vậy. Ví dụ như các bạn dùng cái dụng cụ của bạn là cái ca đi, một cái ca nhựa hay là ca inox gì đó các bạn ủ, thì các bạn sẽ cho cái trà vào trước, xong sau đó bạn đổ cái lượng nước sôi lên trên. Thì khi các bạn làm đột ngột như vậy, các bạn đột ngột đổ nước vào như vậy thì như Dương đã nói là cái tính chất của trà là cái hương thơm, những cái hương thơm và cái tinh dầu ở trong trà nó rất là dễ bay hơi. Và khi mà bạn đổ ập vào một cái như vậy thì cái lượng, cái hương thơm của trà nó sẽ bị giảm đi ha. Thì vậy làm sao để cho đúng cách? Thì chúng ta nên là cho nước vào trước, sau đó chúng ta cho cái phần trà lên phía trên. Và các bạn có thể sử dụng một cái muỗng gỗ để các bạn nhấn hơi nhẹ để cho cái trà nó thấm cái nước từ từ nó xuống. Thật sự cái thao tác này mất các bạn khoảng vài giây thôi, các bạn không có mất nhiều thời gian hay nhiều công đoạn gì cả. Cho nên là Dương nghĩ là các bạn nên dùng cái thao tác này để cho đảm bảo được cái hương trà
nó được giữ lại lâu hơn ha các bạn ha. Và có một cái chú ý nữa là trong cái trà đen á các bạn, khi mà các bạn cho trà vào, các bạn có thể dùng cái thao tác là các bạn khuấy khuấy đều như vậy ha, để cho cái tại vì trà đen thì thông thường chúng ta sẽ sử dụng làm cái nền trà sữa nhiều, thì khi các bạn khuấy như vậy á thì nó sẽ nhanh ra trà hơn, nó cho cái trà đậm vị hơn. Nhưng mà đổi lại khi mà các bạn pha trà xanh á thì các bạn chú ý Dương là chúng ta không nên khuấy. Tại vì khuấy thứ nhất là sẽ làm cho cái màu trà của cái trà xanh á nó sẽ bị đục lại, nó không có còn đẹp nữa. Thứ hai đó là cái hương vị nó sẽ đắng, chát, khó chịu lắm nha các bạn. Cho nên là các bạn chú ý là trà xanh là các bạn không khuấy nha. Và trong cái video lần trước đó các bạn, mà Dương chia sẻ về các kiến thức về trà mà video 1 á, thì Dương có nhận được một cái câu hỏi của một bạn là nhắn cho Dương hỏi là nếu như mà các bạn ủ xong rồi, khi mà bạn lọc á thì bạn ém cái trà để cho cái cốt trà dính trong cái lá trà nó xuống hết cái phần xuống hết bên dưới thì có được hay không? Thì thực sự là có, chúng ta có thể làm như vậy để mình lấy được hết cốt trà ra, nhưng mà mình nên ém rất là nhẹ thôi nha các bạn, ém nhẹ tay vừa thôi, trừ khi cái đó là trà túi lọc, các bạn ém để cho nó ra cái chất trà, nhưng mà cũng vừa phải, với cái lực vừa phải, tại vì các bạn làm ém quá thứ nhất là nó sẽ đối với trà túi lọc thì nó bể cái túi ra, còn đối với lại cái trà lá của mình đó thì nó sẽ rơi những cái cạnh trà xuống thì nó sẽ không còn đẹp cái màu nước nữa đó. Và cái việc cái lượng nước còn lại ở trong trà nó cũng không có bao nhiêu, cho nên là các bạn ém vừa phải thôi, đừng có phải không nhất thiết cũng phải vắt kiệt hết tất cả các cái nước ở trong cái lá trà ra như vậy ha các bạn. Và Dương có lưu ý cho các bạn một chút trong cái bước mà chúng ta thao tác ủ trà đó các bạn, là sau khi mà các bạn cho trà vào trong nước và chúng ta ém nhẹ trà xuống cho nó thấm với nước rồi á, thì các bạn khoan hãy đậy nắp lại khoảng 1-2 phút sau, mình hãy đậy nắp nha các bạn, là lúc đó là để cho cái hương trà nó được cân bằng lại, nó sẽ tự nhiên hơn, nó sẽ có cái hương thơm tự nhiên và nó cái cốt trà nó sẽ ngon hơn ha. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào cái phần tiếp theo trong cái yếu tố này, đó chính là cái dụng cụ mà các bạn ủ trà. Thì các bạn có thể sử dụng các cái ca nhựa nè, ca inox hoặc là ca thủy tinh và cái ca sứ chịu nhiệt. Và tất nhiên là phải đảm bảo được cái việc là cái nhiệt độ cao thì nó không có tiết ra cái chất gì gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dùng ha. Và Dương chia sẻ thêm một xíu nữa là trong cái văn hóa uống ấm á, văn hóa mà uống trà mà uống ấm á các bạn, thì có rất là, người ta rất là chú trọng cái việc là cái ấm trà và cái chén trà để mà người ta thưởng trà, có những cái bộ ấm lên tới hàng chục triệu đồng luôn. Cho nên là cái việc này Dương nghĩ là nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới cái chất lượng trà. Thì do là cái video này Dương chuyên về pha chế cho nên là mình sẽ không có nói nhiều về cái phần này ha. Thì lần sau Dương sẽ hứa sẽ tìm hiểu thêm và chia sẻ với các bạn thêm. Và đến tiếp theo là đến cái phần yếu tố thứ năm, là cái yếu tố khá là quan trọng, đó là các bạn sẽ phải bảo quản trà sau khi ủ như thế nào. Bởi vì cái cốt trà sau khi ủ nó phải được bảo quản thật là tốt, để khi các bạn pha chế thì mới cho ra được những cái món nước ngon theo cái hương vị, đúng cái hương vị mà các bạn muốn đưa tới khách hàng. Thì cái trà nó sẽ bị một cái vấn đề như này các bạn, khi mà các bạn ủ xong thì cái nó sẽ là khá là nóng, thì khi mà các bạn pha với đá thì nó sẽ tan nhanh, thì nó sẽ làm loãng cái hương vị của cái món nước các bạn. Thì cái phần này nó lại phải liên đới đến cái việc là các bạn, cái công thức pha chế của các bạn phải điều chỉnh để cho phù hợp. Đối với là cái trà khi mà mới pha ra nó nóng như thế nào thì các bạn phải lường trước được ha. Đến cái thứ hai đó là cái việc là nếu mà trà nguội quá thì làm sao mà chúng ta có thể hòa tan được cái bột sữa nếu mà trà nó nguội quá đi. Và cái phần mà trà, khi mà trà nguội đi nha các bạn, có cái sự thay đổi về cái màu sắc của trà và
về cái hương vị trà hòa luôn. Nó sẽ có vị chát hơn một xíu nha, chát hơn so với lúc trà còn nóng. Các bạn cứ để ý, các bạn có thể là thử bằng cách các bạn pha ra thử một cái ấm trà các bạn uống đi. Cái ấm trà còn nóng nó sẽ hương vị khác, và khi cái ấm trà nó nguội đi, nó sẽ cho ra một cái hương vị khác và cái màu khác luôn. Cho nên làm sao để chúng ta có thể là cân bằng và có thể giải quyết được vấn đề này, thì các bạn phải có những cái thiết bị ủ, những cái dụng cụ ủ. Thì có thể mình có thể sử dụng những cái bình ủ. Cái bình ủ đó trên thị trường có rất là nhiều loại và nhiều cái giá tiền khác nhau. Thì cái này bạn cân nhắc để bạn lựa chọn được cho mình một cái bình ủ chất lượng và phù hợp ha. Như có một số các cái quán đó các bạn, các quán lớn á, họ có những cái nguyên tắc với nhân viên họ luôn, là trà sau 4 tiếng là phải hủy toàn bộ, rồi phải ủ cái trà mới để pha chế các món khác, chứ không có được sử dụng cái trà sau 4 tiếng. Thì cái điều đó đúng hay sai, cái đó Dương không có bàn sâu. Vì cái đó là họ muốn cái hương vị của cái món nước của họ tròn trĩnh nhất đến với khách hàng. Nhưng đối với các bạn mà cái quán vừa và nhỏ hay các quán bình dân, mà các bạn đi theo cái cách đó để mà mình pha chế, thì làm sao mình chịu nổi các bạn. Các bạn cứ tính thử đi, nếu mà cứ quá 4 giờ các bạn hủy trà và bạn nhân lên 30 ngày, rồi lên một quý, rồi lên một năm như vậy, là các bạn đã hủy hết bao nhiêu tiền rồi, cái cost của nó sẽ đội lên rất là nhiều. Vậy thì cái phương án nào để chúng ta giải quyết được cái việc này? Có nghĩa là bạn sẽ có hai cách. Có nghĩa là đối với trà sữa, các bạn có thể là các bạn ủ xong các bạn pha với lại bột sữa vô, các bạn pha sẵn luôn, các bạn bảo quản tủ lạnh, và chúng ta pha mẻ nào bán mẻ nó, mẻ đó, không có pha quá nhiều, bán trong ngày, bán có nghĩa là bán trước 24 giờ hoặc trước 12 giờ luôn cho Dương cũng được đó. Còn có rất là, và trong cái phần này luôn Dương cũng sẽ chia, có một câu hỏi mà Dương có thể là Dương giải đáp cho các bạn luôn, là có bạn hỏi Dương là cái trà sữa mà các bạn pha sẵn á, các bạn bỏ tủ lạnh để được 4-5 ngày các bạn không thấy hư, uống vẫn ngon bình thường, mà tại sao có nhiều người lại nói là không có được để lâu như vậy. Thì Dương cũng xin chia sẻ luôn ở đây, có nghĩa là các bạn uống được, nhưng mà cái vấn đề là cái bên trong cái chất lượng nó có thay đổi, nó có ảnh hưởng gì hay không tới sức khỏe không, thì cái này nó còn phải phụ thuộc rất là lớn vào cái việc là cái việc là bạn cái quy trình, cái cách pha chế của các bạn như thế nào. Nghĩa là bạn phải có cái tiệt trùng cái sản phẩm, mà cái bình hay là cái gì đó mà các bạn trữ, rồi cái quy trình các bạn bảo quản, rồi cái công nghệ này kia nữa, nó rất là nhiều. Mình không thể nói là nó ảnh hưởng hay là nó không ảnh hưởng, mình không kết luận ở đây, bởi vì nó phụ thuộc vào cái bí quyết, cái công nghệ, cái cách mà người ta sản xuất ra, nên chúng ta không có thể nào mà chúng ta kết luận được liền là nó tốt hay không tốt được. Còn nếu như mà cái việc mà để cho các bạn tiện lợi hơn trong cái việc bạn bán, thì Dương khuyên là các bạn pha sẵn trà sữa, các bạn để trong tủ lạnh, bán tới đâu chúng ta pha tới đó, chúng ta rót ra, và không có pha quá nhiều để nó tồn lại qua ngày sau bán, thì nó sẽ không có còn cái hương vị ngon của trà nữa nha các bạn. Điểm này Dương có thể chia sẻ với các bạn một cái rất là hay. Dương khi mà Dương đi công tác, thì Dương thấy ở một số các cái đối tác của Dương á, là họ có những cái máy pha trà sữa giống những cái máy pha trà tự động giống như máy pha cà phê tự động vậy đó các bạn. Nghĩa là pha trà tươi luôn, khách tới order là bấm một nút thôi là cho ra một cái ly cốt trà, sau đó là nhân viên sẽ dùng cái ly đó để pha, và cái thời gian rất là nhanh nha bạn, không hề lâu. Thì cái điểm của cái máy này là Dương rất là thích, là ở chỗ là chúng ta sẽ tiết kiệm được cái nhân lực nè, và không có bị cái bước pha trà, rõ ràng nói với các bạn là rất là quan trọng đúng không. Thì cái máy này nó giải quyết được cái việc đó, có nghĩa là cái miễn sao các bạn đảm bảo được hai cái yếu tố là cái nguồn nước đầu vào, cái chất lượng trà, còn lại cái quy trình thời gian như thế này thế kia rồi, là nó sẽ gói gọn trong cái máy luôn, không có bị ảnh hưởng bởi cái nhân sự đó. Và rất là nhanh luôn, trà tươi ngon, nhưng đổi lại là cái chi phí đầu tư một cái máy cũng khá là cao.
cho nên là nó sẽ phù hợp với lại cái phân khúc quán là từ tầm trung trở lên. Còn với phân khúc quán bình dân, nhỏ và vừa thì chúng ta phải cố gắng tìm cái cách nào đó để mà chúng ta bảo quản được cái cốt trà, để mà chúng ta dùng cái cốt trà chúng ta pha chế các cái món. Thật sự cái bước này nó rất là quan trọng. Và các bạn ơi, vậy là Dương đã vừa chia sẻ với các bạn xong 5 cái yếu tố cốt lõi để mà chúng ta có thể pha trà đúng cách và cho ra được cái cốt trà ngon. Chúng ta đã có cái cốt trà ngon rồi, và việc còn lại của các bạn đó chính là tìm hiểu, học hỏi và sáng tạo hơn những cái công thức, cái cách thức chúng ta pha chế để đúc kết riêng cho mình những cái kinh nghiệm, tạo nên những cái món nước riêng, những cái hương vị riêng cho chính cái quán của các bạn. Và Dương rất là mong là các video của Dương sẽ giúp ích được cho các bạn rất là nhiều về các kiến thức về trà, cách pha chế trà, cách sáng tạo các món nước. Và nếu như các bạn có những cái ý kiến đóng góp hoặc có cái chủ đề nào mà các bạn quan tâm, cần Dương hỗ trợ, cần Dương chia sẻ thì cứ comment bên dưới. Dương hứa là sẽ giúp các bạn rất là nhiệt tình nha. Và đừng quên là subscribe cho kênh của Dương để chúng ta theo dõi những video mới nhất nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại.